Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình và Vidax sẽ cùng nhau chọn những combo từ dòng quay này. Và nếu như tụi mình quay ra chữ gì thì phải sử dụng combo theo chữ đó. Ví dụ như mình quay ra được chữ S thì mình phải sử dụng cây Spiky Trident, Trái Sao và Sharkman Karate. Sau đó thì tụi mình sẽ cùng nhau PvP, và nếu như ai đạt được 5 điểm trước sẽ trở thành người chiến thắng. Let's go nha Vidax. Ok, bắt đầu đi. Và đến với dòng quay đầu tiên chắc chắn sẽ là của anh rồi. Để xem coi mình sẽ ra được combo nha các bạn. Mình mong là chữ K á, bởi vì chữ K các bạn biết là trái gì chứ gì. Quy. Quay chữ gì á? Chữ R. Chữ R. R là rocket. À không phải, quay khoan đã. Chữ R ngoài trái rocket còn trái nào không ta? Thì chữ R ngoài trái rocket ra chúng ta còn có trái rubber và rumble. Tuy nhiên thì trái rumble mình không có chiêu các bạn ơi. Mình chỉ mới thức tỉnh được có mấy chiêu trái rumble thôi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, chữ R ngoài ra nó còn có cây Rengoku nữa mà. Mình nghĩ là chúng ta có thể làm được với cây kiếm này đó. Ok, thì đến với vòng quay của Vidax nha các bạn. Để xem coi là Vidax ra trái gì đây. À nhầm, ra chữ gì chứ. Ui, chữ S. Oh my god, sad. À, cái gì? Ok, em sẽ chọn trái Shadow trước tiên đi, tại bây giờ đang ban đêm. Ê, oh, có Sharkman KKT nó muốn xài không? Ồ, oh, có. Rồi, thì combo của Vidax nghe có vẻ khá nhỉnh hơn mình ha. Em sẵn sàng cho vô luôn nha. Ok. Bắt đầu, let's go. Ê, tránh xa anh gan xíu nha. Các bạn xem mình cút gián đấu này nè các bạn. Mình xài cây Rengoku nhưng mà mình vẫn khá là ok nha. Mày, ui. Mày. Em với mày á, em với mày á. Em trái rumble nè cô. Trái rumble nè cô. Ê á, sao bị tê với ta, xem tê tê. Trái rumble của mình nè, các bạn xem trái rumble của mình nè. Thính đồ bông. Mày. Khó trúng quá vậy. Ê, ta. Không vậy ta. Đây đây đâu. Đây đây đây. Chém đó các bạn, mình sẽ quýnh thường đó. Mày. À xem anh cút nè. Let him cook. Ui này, sao hay cô, vậy? Ây da, ây da. Này chạy cái chạy. Ôi ôi, không sao các bạn ơi. Hay vậy, sao? Thả sang quỷ, Thiên Lý ơi! Ủa bậy? Bro. Em làm gì không? Ui, đau vậy? Cái brand cưng này mạnh quá vậy? Trời, em là quỷ hay sao? Như em là quỷ nên bị đánh đau hơn hay sao? Ờ, Shadow. Ảo. Ây da, sát quỷ thật. Mày. Anh tưởng anh gì quỷ thiệt. Ây. Ôi, bye bye. Ây da, đỉnh quá các bạn ơi. Ui. Mà cái khí độc của em có vẻ bá đạo á, màn hình đen thui nè. Khí độc. Và ok, sẽ đến với vòng quay thứ hai của mình nha. Thì trận đấu đầu tiên mình đã là người chiến thắng rồi. Để xem coi lần này mình sẽ ra được combo bắt đầu bằng chữ gì đây. Chữ B. Chế Blizzard. Và chế bom nữa. Nhưng mà đương nhiên sẽ chọn chế Blizzard rồi. Gặp em làm chọn chế bom rồi. Okay. Và tiếp theo sẽ đến với vòng quay của Vidax luôn nha. Để xem coi Vidax sẽ ra combo gì đây. Bắt đầu bằng chữ Jack. Chữ C. Hình như là trái chớp thì phải. Em làm được cái lỗi phút trên này. Ui, xài chiêu liên tục luôn hả, ghê vậy? Ừ, backflip. Combo của em là gì, chữ C đó gì? Trái chớp với lại crushed dual katana hả, xong kiếm nguyên gỗ. Rồi, ok, vô. Xuống với Ken, let's go. Tầm hơi ngắn. À, anh là chú thực sự mạnh nhất đó, Sugiken. Ủa, này là vừa ninja mà vừa chú thuật sư nữa hả? Chịu hồi bảo tiết. Mày lao. Trời, cái gì trời. Ảo. Coi Bicento nè. Ây da, ui, cái gì vậy? Mày. Bicento, anh không có mastery. Mà có mastery cũng đâu làm được gì em. Dính chiều nè. Nè, đứng nghe. Suriken. Domain expansion ngay lúc này. Và Bicento, tấn công đó. Đừng có chạy. Ui da. Rồi lấy đà. Bay vô đây. Ui da, sao rồi bay vô thiệt vậy? Nè. Ây da, 98 mau. 98 mau. Ây da. Ủa, chuyện gì mới xảy ra với các bạn? Pha nó không ngờ gặp phải thằng liều luôn các bạn ơi. Pha nó đúng thiệt, người bình thường không ai làm luôn á. Chỉ có Vidax thôi, ông chùm BBB tự chọn. Ui, tự chọn. Yes sir. Người đầu tiên được cái ô tự chọn nha các bạn. Rồi, thì bây giờ sẽ đến với lượt của Vidax nè. Để xem coi là Vidax ra cái gì đây. Combo của em sẽ bắt đầu bằng chữ. Wait, what? Chữ E hả? Cái nào ta? Electric Claw. Vậy em đi lấy Electric Claw đây. Trong lúc này thì mình sẽ tự chọn combo của mình nha các bạn. Rồi thì do Vidax xài Electric Claw mình thấy hơi lỏ tội nghiệp đó các bạn, nên mình sẽ xài trái Spider cho nó cùi ngang tài ngang sức ha. Thôi đừng có nói gì, em đánh anh nói cơm luôn á. Ê, này nay láo rồi ta. Thôi vô quýnh nè, đừng chạy nha cu. Spider em sẽ chiêu. Ui, xàm. Mày ảo. Thôi Vidax, đóng hòm. Mày.
Ê, chiêu đó phải nhắn nha bạn. Quên. Mày khùng. Khùng. Chưa đó đâu. Rồi. Mày chém. Anh là tu du mà mày không biết không vậy đó. Chùm combo. Rồi, xỉn hả? Chém. Và cuối cùng là chiêu C. Chạy. Ây da, sao hụt được hay vậy ta? Kéo ra nó cản kìa ba, vãi. Mày. Ây da, khó vậy. Rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi, hai thằng. Phá này thì sao? Ây da. Lên. Rồi, chết chưa. Chết chưa. Chết xe Spider này đánh giá khá là phê nha các bạn. Hey, không sao, chỉ mới là 2-1 thôi mà các bạn. Mọi chuyện vẫn còn có thể gỡ gạt là được. Và trái tiếp theo của mình sẽ là trái combo bằng chữ F. Fan cần. Rồi, ok. Thì bây giờ sẽ đến với lượt quay của Vidac nha các bạn. Để coi Vidac nó ra được cái gì. Úi, chữ Quy hả? Là gì ta? Chữ quét. Ồ. Nhìn ta chứ gì chữ Quy nữa ta. Chỉ có chữ quét thôi các bạn ơi. Thì combo của mình nó chính là trái fan cần và cây súng lục. Miễn là chúng ta tin nó mạnh là được rồi. Rồi, vô nè. Let's go. Rồi, bắt đầu nha. Ôi, chữ quét cũng yếu à. Trừ khi em chịu hồi sống thần thì trúng anh. Ui, bay lên các bạn ơi. Bay lên. Go. Ôi, bay được thiệt nè. Ủa, dạ. Sao vẫn mất đam vậy? Mày, ủa sao hụt chân rồi? Chứ fan cạnh này bật Ken lên né được hết các bạn ơi. Chứ fan cạnh không chịu phá Ken. Ui da. Cứu tôi. Đi con, chạy đi. Cứu tôi với mọi người ơi. Ây da, chạy không được các bạn ơi. Ây da. Mày 4.000 đam. Rồi, quýnh xong chạy các bạn ơi. Quýnh xong ba anh trước thế nào cũng chịu hồi sống thần rồi mình biết. Bây giờ mình sẽ đậu lên cây nha. Rồi, hết cơ hội chạy rồi. Mày chạy, sao phải chạy? Sao phải chạy các bạn ơi, sao phải chạy? Mình combo hay mà. Ây da, đau quá. Nha, em lên mastery luôn rồi đó. Đánh với anh nè, em lên mastery chứ này là anh biết rồi đó. Ây da, thằng này bà đặt Sky nữa, mày Sky. Mày Sky. Đừng có tưởng mình anh là chim. Ủa ơi, các bạn ơi, nó chịu hồi nữa các bạn ơi, nó chịu hồi sống thần nữa các bạn ơi. Nhưng mà làm gì trúng được mình. Mày, ui, bắt được rồi, hay quá. Và đây chính là chạy sống thần tới nữa. Cái fan cần này phải căng thẳng lắm các bạn ơi. Xong 5.900 máu. Nó bị hai mà. Đi mà em chịu hồi sống thần đó em nói thiệt, em không giỡn đâu. Cái fan cần này đam yếu quá, quýnh xíu là nó hồi đã máu à. Ui da. Combo vậy mà được có 2.000 máu của nó thôi các bạn. Được rồi, lần này mình sẽ đối đầu nó luôn. Không chạy nữa, mình sẽ tấn công cho lúc sống thần này. Mày đàn ông mà. Mày. Là chân phu. À, mình có cách này các bạn ơi. Ây da, ây da. Đấy rồi, sức mạnh của mình. Dạ. 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 Ủa, con quái của mình chết rồi. Man, chuyện này sao có thể được chứ. Đúng là một chuyện không thể tin được trong sự nghiệp PvP của mình các bạn ơi. Và combo tiếp theo của mình đó chính là chữ G. G-Dragon. Ôi, combo của anh là vụ nổ lớn phải không? Không, chơi GBT nha. Nè, anh xài chơi God. Chơi GBT. À, không phải là không. Chơi GBT. Rồi, đến với dòng quay tiếp theo sẽ là dòng quay của Vidac nha các bạn. Để xem coi là nó còn cười nữa hay không nha. Và combo của Vidac đó chính là chữ H. Ôi, căng nha. GBT à, anh xài chơi GBT à. Anh không chơi trái GBT hả? Không, anh chấp em à. Em xài giờ chứ H là hello hả? Không, em xài được có mỗi cây hello Skyder. Ôi, Vidac em sẵn sàng chưa? Trận chiến hôm nay là trận chiến sinh tử anime đó nha. Quýnh với hát nước nè. Rồi, vô nè. Chết đi, Resilient. À, Vidac. Resilient. Mày. Dạ, tao gói xuống nước rồi, tao gói xuống nước rồi. Chưa gì một chiêu một. Má thằng này nó chơi điếm các bạn ơi. Mày chịu hồi thiên thạch. Hai trái trúng rồi ha. Trúng hai trái. À dạ. Mày cười. Ủa. What the. Để anh nhảy xuống nước cho một. Để anh nhảy xuống nước cho đừng làm hại anh nữa. Mày định làm gì? Ủa sao không trốn chơi GBT này. Chúng mày kìa. Vui ha. Ôi hay quá các bạn ơi. Hay quá. Combo à. Tuyệt vời. Combo đây. Ông chùm GBT là mình. Hút lại đẩy ra. Ken chết. Ken chết. Sao mình lại có thể thua với đất liên tục vậy được trời. Chứ GBT lỏ này má cây vậy. Hay các bạn ơi, mình nghĩ là mình phải bắt đầu nghiêm túc lại đó. Chứ mắc công với đất nó nghĩ mình bi gà nữa. Nghĩ sao vậy? Không thể nào mình thua được. Quầy quách chữ
F nữa hả? Nhưng mà các bạn biết gì không? Mình mới tìm ra một bí mật, đó chính là chữ F. Thật ra đó chính là trái flame. Ồ, đâu phải trái phanh cần đâu hả? Gì mà nãy đi chọn trái phanh cần? Hồi nãy hơi đần, giờ thông minh được một xíu rồi. Thôi, bây giờ một cái đất á, có nước ra chữ K thì thắng mình thôi, chứ làm sao có cửa win mình được. Yes. What the f- nè, làm sao có thể có chuyện này được chứ? Kiểu mình không tin được luôn á. Thôi, lần này vô rừng BBB đi. Trận chiến Shinobi làng lá. Củ vĩ Naruto. Naruto! Mày hả Naruto? Thằng này nó muốn lấy lại thế trước mà nó không năng cái kiếm mà nó đánh mình quá trời. Thì bởi vậy mới quýnh nó, mới công nó cho ăn gian nữa. Kame ha. Không né hả? Ui. Lắc. Hết lắc chưa? Rồi. Nhường nước bạn ơi, bay nè. Mày bay. Mày. Ủa, cái gì vậy? What the hell? Phải chỉnh nút lại các bạn ơi, từ nha. Mà trời đó. Sao hụt được vậy? Làm gì? Ê, đừng chạy cái cây. Má, nó dùng cái cây đỡ rồi các bạn. Quá thông minh. Mày. Thôi em đang đứng yên nè, đánh em đi. Đánh là chứ không đánh. Anh lắc rồi. Mọi người ơi, các bạn thấy mình lắc không các bạn ơi? Cho anh cơ hội nữa đó, nãy em phải lắc thiệt. Được rồi, cơ hội nữa hả? Mày cơ hội. Trời, nãy chịu không xuyên cái cây luôn. Mày cơ hội. Ây da. Em cho anh cơ hội là em sai Phúc ơi. Ủa mà bắt gì chưa gì anh hơn nữa cái máu rồi lên. Anh nhượng đó, nó. Ghê chưa? Nửa cây máu. Ai? Nè các bạn xem mình combo one shot chết luôn nè. Mới học combo nha anh em. Ây da. Củ gì? Bồ anh ơi, nè đánh đi Naruto. Củ gì? Ơi kẻ nó bị tôn nữa kìa. Thấy không các bạn, thấy không? Rất là hay nha. Cái phốt lam này rất là bá đạo á. Mày xạo. Kame ha. Mà nó chạy nhanh dữ vậy. Sao mà chạy nhanh dữ vậy? Ôi. Từ nha các bạn ơi. Thì nếu như các bạn coi được cái đoạn này á, mà có đoạn sau chắc chắn mình đã thắng, còn không có là mình thua nha các bạn. Rồi vô mày. Cây các bạn nhớ cái xuống dưới like và đăng ký giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.